truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Là anh em chúng tôi những người chiến sĩ, vô trong quân ngũ nhiều việc nên sẽ chia, để cho những khó khăn sẽ được tháo gỡ hết. Một khi đã là lính chúng ta cần giúp đỡ nhau mà. Nhau. 11 26 12 17 13 29 4 30 15 16 17 18 19 20. Cái gì này? Cuốn sách ở đây này. Nữ anh hùng quê hương Đồng Hới. Ô, cậu đọc cả cuốn này cơ à? Ôi, được đấy. Cái cuốn này rất hợp với thanh niên bọn mình luôn đấy. Ê, cuốn này hay thế à? Ừ. À, thì cậu đọc rồi mà không biết à? À mà, nếu mà lúc nào cậu đọc xong thì cho tớ mượn đọc với nhá. Ờ, nhưng mà có phải của tớ đâu. Thế của ai? Ê, thôi. Theo tớ ấy, là cứ để đây, chủ nhân của nó khác tìm thấy nó, đúng không? Ừ, cũng đúng. Ơ nhưng mà hình như trời sắp mưa rồi sao? Ờ, bây giờ mà để cuốn sách ở đây mà chủ nhân của nó không kịp quay lại tìm thì mưa ướt hết à? Thân tặc Hà Nội. Ê, hay là tớ cứ cầm, khi nào tìm thấy chủ nhân tớ giả lại nhở. À, tớ nghĩ ra một cách rồi. Ở một nơi mà ai cũng biết, chỉ cần gửi quyển sách này ở đấy thì chắc chắn chủ nhân của nó sẽ tìm thấy. Ở đâu ấy? Chỗ thân thiết nhất với cậu là gì nữa? Ơ, em cũng mang sách hả Ngọc? Em gửi ạ. Dạ không anh ạ, quyển sách này bị để quên. Có một đồng chí gửi nó ở đây, mong muốn là tìm về với chủ ạ. Nhớ ai công nhận là chủ nhân của sách thì em trả cho ai. À, ai mà đoán đúng số trang quyển sách này đang đọc dở thì em mới trả cho người đấy được chứ. Thế thì bọn anh chịu rồi. Hay thế à? Thấy tưởng tìm từ nãy. Cậu ngồi xuống đây. Tớ đang đọc thơ. Đấy à? Đọc đi, đọc tớ nghe đi. Hầm hập trưa hè mẹ nấu cơm, cả đời vất vả với rạ rơm. Nắng hạn mưa giông mùa sâu bệnh, giấc ngủ bao đêm vẫn chập chờn. Hè đến nằm trên đất quê ta, bằng lăng xanh biếc rực màu hoa. Nghị quyết đảng về hương sắc mới, tỏa khắp xóm thôn đến từng nhà. Ui, hay thế. Ui, hay thế. Cậu ngồi xuống đây. Này, cậu đọc thêm bài nữa đi. Tớ đọc nhá. Ừ. Bài này là bài Tự Cường Đất Mẹ. Con đã về đây hỡi quê hương, Tự Cường ơi, đất mẹ yêu thương. Xa quê năm tháng đi đánh giặc, quê vẫn bên con mọi nẻo đường. Luôn nhớ trong tim những tên làng, nhớ chợ Hòa Bình, phiên chợ quê. Hay quá. Này. Ừ? Ở dưới căng tin con sách đang tìm chủ đấy. Có phải của cậu ông Tâm? Sách gì hả cậu? Nữ anh hùng quê hương Đồng Hới. À, thế đúng là cuốn của tớ rồi.
Hôm vừa rồi tớ để quên trên ghế đá, đến lúc quay lại thì không thấy đâu. Ui giời ơi, thế mà tớ gửi dưới căng tin một tuần chả thấy cậu xuống nhận gì cả. Thì cậu Tâm có mấy khi xuống dưới đấy đâu mà biết. Thì những lúc tớ rảnh tớ thường đọc sách cơ mà. Cậu đọc tiếp đi. Quê đã đổi thay nhanh biết bao, con đường lầy lội những năm nào, nay đã tôn cao đen mặt nhựa, xe bon nhanh mà êm êm sao. Ôi dồi ôi, sao cậu nhiều sách thế? Ba lô của tớ ngoài quân tư trang ra thì có những thứ này, mỗi lần mang đi hành quân cũng nặng phết đấy. Nhưng mà bình thường ấy, tớ thấy cậu ít khi cầm sách mà nhỉ? Ừ. Thì mỗi lần tớ đọc sách, tớ thường ngồi ở gốc cây, chỗ yên tĩnh, các cậu làm sao biết được. À, thì ra là như thế. Nhưng mà cậu nhiều sách thật đấy. Nè, cho tớ mượn cuốn thơ hôm trước cậu đọc ấy. Cuốn thơ hôm trước à? Ừ. Cậu tớ mượn cuốn này được không? Đúng rồi, đúng rồi. Ý, tớ cảm ơn nhé. Tớ mượn nhé. Này, cậu có quyển tiểu thuyết nào hay không? Tiểu thuyết à? Đây. Mà cậu mượn nhớ giữ cẩn thận nhá. Cho tớ mượn nhá. Ôi. Này, lại có sách mới à? Ừ, người nhà tớ vừa mới lên, gửi cho tớ mấy cuốn nữa. Cứ đi đây. Ừ. Này Kiệt ơi. Hả? Đợt hành quân này của bọn mình có khi phải đi mấy hôm nhỉ? Ừ, đúng rồi đấy. Thế nên là cậu phải thu xếp đầy đủ đồ đạc vào đấy nhá. Tâm ơi. Ơi. Tối nay hành quân, cậu phải bắt B-41 đấy nhá. Ừ. Cậu cầm của tớ à? Ừ, rồi, chính ra không nặng mấy nhở. Ừ. Cảm ơn các cậu nhá. Ui giời, có gì đâu. Cầm một cậu, cậu còn cho đọc ké. Tất nhiên rồi. Các cậu muốn đọc cuốn nào cứ bảo tớ. Đọc sách thì cũng tốt thật đấy. Nhưng mà bọn mình hay phải báo động, thường xuyên phải hành quân cơ động, lúc nào cũng mang cả đống sách này theo, tớ nghĩ là không ổn đâu. Dễ thất lạc, lại dễ mất nữa. Cũng đúng đấy. Nhưng mà tớ không bỏ nó được. Thì cậu có thể tìm một chỗ định cư ổn định nào đấy cho nó mà được mà. Đấy. Giờ thì cậu Tâm không cần phải mang chúng cho làm gì cho nó nặng nữa. Cảm ơn Ngọc nhá. Có gì đâu, em cũng thích đọc sách mà. Em sẽ giữ gìn chúng thật là cẩn thận. Có gì anh rảnh thì xuống đây đọc nhá. Từ giờ cứ thời gian rảnh anh xuống đây đọc sách nhá. Cũng thế.